mây trời và chúng tôi đi đi qua chiến tranh cánh trong khởi bình vẫn như là người lính chuyến bay yên Việt Nam chuyển những niềm tin yêu tại đất đường cuộc sống hạnh phúc đến muôn nhà chuyến bay yên Việt Nam mạnh máu của tổ quốc mãi vẫn thắm hồng đông xuân chuyến bay yên cùng hát kính thưa quý vị anh chị và các bạn. Đây là chương trình tư vấn duy trì và phát triển văn hóa EVN NPT. Chủ đề của tuần thứ 35: thường xuyên sử dụng tài liệu văn hóa EVN NPT. Mỗi cán bộ công nhân viên trong đơn vị phải thường xuyên nghiên cứu, tham chiếu và áp dụng tài liệu văn hóa EVN NPT trong lời nói và hành động của mình. Để có thể đọc tài liệu văn hóa EVN NPT thì tôi phải có được trong tay cuốn tài liệu bất cứ khi nào cần. Tôi phải biết được cuốn tài liệu này có bao nhiêu phần, văn hóa EVN NPT có bao nhiêu giá trị cốt lõi. Hành động trong tuần này của chúng ta, đó là ban tổ chức sẽ thông báo ngày giờ dự thi, giờ chẵn. Mỗi thành viên làm 3 việc sau. 1. Chụp một kiểu hình cá nhân, chính mình đang cầm trong tay cuốn tài liệu văn hóa EVN NPT. 2. Trả lời số lượng giá trị cốt lõi, ví dụ 1, 2 hoặc 3. 3. Gửi hình và trả lời bằng con số về Zalo tổng của nhóm. Xét người có bài dự thi sớm nhất theo thứ tự từ sớm đến muộn. 100% cán bộ công nhân viên đều phải tham gia dự thi. Xin cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Chúc cho chúng ta thành công trong một tuần mới. Chuyển những niềm tin.